Khoảng 14 giờ ngày 7 tháng 2, tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh huyện Đức Trọng, một đối tượng mặc quần áo tối màu, bịt khẩu trang bất ngờ xông vào rồi dùng súng uy hiếp nhân viên, cướp đi một số tiền lớn. Đối tượng nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy vào con hẻm đất kế bên ngân hàng. Thế thì chiều nay cô đang ngồi cắm hoa đằng trước cửa thì cô lại nghe tiếng xe rim chạy quá trời, chạy rú ga lớn lắm. Chạy qua đây cô có cái thằng nào chạy như ăn cướp thì trời. Nhìn ra thì thấy một thằng thanh niên đeo cái ba lô chạy chiếc xe rim lùn. Đúng cái xe rim lùn đấy, chạy ngang qua đây. Đấy, thì khi mà mới nghe nói là thằng ăn cướp thì cô mới hết hồn. Cô mới được chết rồi, cái đối tượng này là nó lanh quanh ở đây cả tuần lễ này rồi. Mà không biết, cái xe đó chắc chắn là xe của nó. Nó đậu ngoài đó rồi nó đi bộ qua lại để nghiên cứu đường đi nước bước rồi đó. Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Đức Trọng đã khẩn trương tiếp cận, phong tỏa hiện trường, triển khai các biện pháp xác minh, truy bắt đối tượng. Đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra cũng có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo đánh án. Những lực lượng tinh nhuệ nhất được huy động, tổ chức truy tìm, phong tỏa các ngã đường ra vào tỉnh. Các lực lượng nghiệp vụ từ tỉnh đến cơ sở đã tổ chức rà soát hàng nghìn đối tượng nghi vấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng và các tỉnh lân cận. Chúng tôi là chú ý đến cái số đối tượng mà bị vỡ nợ, rồi số đối tượng bị là làm ăn thua lỗ, rồi có cái hiện tượng là trốn và để trốn nợ. Thì qua rà soát thì chúng tôi thấy rằng là đối tượng nổi nhất là cái đối tượng Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1992, ở Tâm Bố Di Linh, đến thị trấn Liên Nghĩa, Đức Trọng để thuê nhà trọ. Mặc dù đối tượng này chưa có tiền án tiền sự, nhưng có những cái biểu hiện và qua rà soát thì chúng tôi thấy rằng có những cái dấu hiệu rất đồng nhất với đối tượng gây án. Nhận định Nguyễn Thành Trung sinh năm 1992, trú tại thôn Hiệp Thành 2, xã Tam Bố, huyện Di Linh là đối tượng cần phải chú ý, vì đây là đối tượng kinh doanh thua lỗ, nợ nhiều người với số tiền lớn và có nhiều đặc điểm phù hợp với nhận dạng tại hiện trường. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, nhiều tài liệu, chứng cứ đã khẳng định Trung có liên quan đến vụ án. Lập tức, nhiều mũi trinh sát tiến hành phong tỏa nhà riêng của Trung ở xã Tam Bố và nơi tạm trú của đối tượng này tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng. Thông tin trinh sát cũng xác minh được, sau khi gây án, Trung đã lên thành phố Đà Lạt và đang di chuyển theo hướng thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương về Ninh Thuận, Bình Thuận lẩn trốn. Hai mũi trinh sát đã tổ chức chốt chặn và đến 2 giờ ngày 8 tháng 2 đã bắt được Trung tại quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, cùng tang vật là một ba lô chứa rất nhiều tiền. Trung khai nhận, sau khi gây án, hắn đến Hồ Nam Sơn, cách hiện trường gây án khoảng 3 km, thay đổi trang phục, bỏ đá vào ba lô vứt xuống hồ phi tang, thay đổi phương tiện di chuyển nhằm đánh lạc hướng sự truy đuổi của lực lượng công an. Qua cái vụ việc này thì chúng tôi thấy rằng cái thứ nhất là mặc dầu chúng tôi đã làm tác phòng ngừa, đã tuyên truyền đối với các ngân hàng rồi và cũng đã cho viết cam đoan công kết cũng như là hệ thống chuông báo động. Và thứ vấn thứ hai nữa là rà soát số đối tượng lưu động từ các tỉnh khác, từ địa phương khác ẩn náu trên cái địa bàn huyện Đức Trọng để thực hiện hành vi trước, trong và sau Tết. Nhưng mà thấy rằng cái đối tượng này là chưa có tiền án tiền sự thì và đối tượng này trong quá trình đấu tranh bước ban đầu thì sau khi gây án xong sẽ tẩu thoát qua Campuchia để sinh sống. Với tinh thần chiến đấu cao, sự chỉ đạo quyết liệt và cao hơn cả là quyết tâm khám phá nhanh vụ án nhằm trấn an dư luận, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân dân vui xuân đón Tết, Công an Lâm Đồng đã khám phá nhanh vụ cướp ngân hàng. Với thành tích xuất sắc này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Bộ Công an đã quyết định khen thưởng kịp thời cho lực lượng phá án. Đây không chỉ là chiến công xuất sắc của lực lượng Công an Lâm Đồng, mà hơn nữa là sự khẳng định tinh thần quyết liệt, đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.